em nghe. Mày ghi nè. Dạ dạ, chờ chút. Rồi rồi rồi, nó đi. Nó đang ở số nhà 19, xẹt 220, xẹt 14. Rồi xẹt 14. Rồi rồi tiếp. Đường số giết nghệ tỉnh. Đường số giết nghệ tỉnh. Nhớ theo dõi coi họ xử lý sao hay chưa. Rồi ok anh. Dạ chào anh. Có chuyện gì không anh? Dạ em chạy xe ôm. Có một người dân đã nhờ em báo với anh một tin rất quan trọng. Dạ thư này anh. Vậy người đó đâu rồi? Dạ người đó đi về rồi. Sợ bị trả thù đó anh. Người đó còn dặn là nếu các anh tới sớm sẽ đợi các anh đầu hẻm, chỉ người và chỉ nhà. Được rồi. Dạ. Thưa anh, có người gửi đơn tố cáo. Đồng chí huy động các anh em theo tổ xuống địa chỉ này. Báo cáo giám đốc, có hai anh công an đến gặp giám đốc ạ. Ai vậy? Họ có nói tên không? Dạ có. Anh nói tên ảnh là Đắc Duy. Đắc Duy hả? Dạ. Có phải hai nhà báo đã mời được anh ấy không? Hôm bữa tôi nói với ông rồi. Ông á nằm trong viện nghi án. Anh ấy đến chỉ để khám xét và điều tra thôi. Vậy giờ như vậy, mời anh chị về công ty. Anh chị sẽ tận mắt chứng kiến, nghe tôi trình bày. Lại là chỗ quen biết với các anh công an. Nhờ anh chị nói đỡ cho vài câu. Mấy anh ơi, mấy thằng nghiện nó vẫn còn ở trong đó. Chính em là người đưa đơn tố cáo vừa rồi đó à. Nhưng mấy anh đừng có nói thật. Tôi nói với cả nhà em. Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ giữ bí mật và tuyệt đối bảo vệ anh. Dạ, cảm ơn anh. Ông cứ đi về trước làm việc với họ. Lát nữa chúng tôi ghé qua. Cứ coi như chúng tôi đang đi gặp người dân trong vùng để lấy thông tin. Vậy cũng được. Nhưng anh chị nên về sớm một chút. Tôi đã cho người đặt cơm nhà hàng và chuẩn bị quà để gửi anh chị. Khi nào cần về, anh chị cứ gọi tôi ra đón. Dạ. Ừ. Bây giờ em tính sao? Thì cứ làm theo sáng kiến của anh đi. Vào trong mấy nhà dân kia đó, hỏi hàng những câu hỏi vô tư và trong sáng. Làm tư liệu cho bài phóng sự về bài đá gà. Một hình thức biến tướng của cờ bạc, vô thưởng, vô phạt. Em quá thông minh. Không thông minh á thì làm sao mà mo được tin đọc. Vậy ta có nên chạm trán với hai ông công an không? Tùy cơ ứng biến. Lát nữa gọi điện thoại cho ông Chí. Nếu em á thì gặp, còn căng á thì mình kiếm cái tránh mặt. Nè của mày nè. Thôi đủ rồi, trả tiền đây. Mày lộn xộn quá. Tôi đi mua chỗ khác. Mày nhớ lần sau đừng tới cho tao nữa nha. Trả tiền đây. Nè trời. Tại sao các ông xông vô nhà tôi? Bà lại tiếp tục tái phạm việc buôn bán ma túy. Trời đất ơi, từ ngày tôi chạy về, tôi làm gì dính đến thứ chết người đó chứ. Vậy hôm nay chị tiếp người đàn ông này là ai? Các đồng chí, xét người. Đó. Hai anh, lên đồng. Báo cáo, tôi tìm thấy một bịch heroin trong túi quần.
Đây là cái gì đây? Tôi không có biết cái gì hết á. Cái này là của nó mà. Đâu phải của tôi đâu. Đừng có vu oan cho tôi. Tôi đề nghị chị bước lên. Đây là cái gì? Chị còn chối nữa không? Báo cáo, tôi tìm thấy 5 tép heroin trong người hai thanh niên này. Vậy là đủ chứng cứ bắt chị rồi chứ? Chị theo chúng tôi về phường. Đi, nhanh lên. Chào các anh. Chào ông. Chào anh. Chào anh. Sự có mặt của các anh là niềm vinh hạnh cho công ty của chúng tôi. Ông nói quá rồi đó. Thật ra hôm nay chúng tôi đến đây cũng chỉ muốn tìm hiểu thêm một số chi tiết liên quan đến vụ trường gà vừa rồi. Nói thật với hai anh, tôi cũng vừa gặp hai nhà báo liên quan tới mấy trò đó gà tầm bấy tầm bạ. Nhà báo nào? Dạ, nhà báo Nga Nga và chị Chi. Cô Nga Nga có nói là có quen biết với anh Đắc Duy. Thật ra cũng chỉ là mối quan hệ trên công việc thôi. Cô ta hay xin chúng tôi tài liệu để viết bài về các vụ án. Hai nhà báo này làm việc thận trọng lắm. Họ đến phỏng vấn tôi, rồi dẫn tôi ra hiện trường. Bây giờ họ đi lấy những thông tin của người dân xung quanh. Chuyện tác nghiệp của nhà báo chúng ta không bàn ở đây. Chúng tôi được lệnh xuống kiểm tra toàn bộ sổ sách thu chi của công ty ông trong tháng vừa qua. Vụ đó gà này đâu có liên quan gì tới sổ sách công ty. Có liên quan hay không á, để kiểm tra xong rồi mới kết luận. Công ty của chúng tôi mang tiếng là công ty, nhưng thực chất là công ty tư nhân, công ty gia đình. Công ty gì thì cũng phải có thu có chi. Trên cơ sở thu chi ấy mới biết lời lỗ, và đó là căn cứ để đóng thuế cho nhà nước, đúng không? Dạ. Nếu anh đã nói vậy, xin mời các anh lên phòng kế toán. Sao rồi mày? Với 20 tép mà thằng chó đó tự chơi cho. Chắc chắn đêm nay nó sẽ vào kho nuôi muỗi. Thôi, tao với mày đi lòng vòng đi. Một chút quay lại coi sao. Ừ. Đi. Thôi, bây giờ cũng trưa rồi. Mời các anh qua ăn cơm với tụi tôi. Cảm ơn anh. Xong việc chúng tôi phải về đơn vị rồi, không thể dùng cơm được đâu. Dạ. Mời anh coi ạ. Bây giờ chị photo một số giấy tờ cho tôi nha. Dạ. Cảm ơn chị. Ông Chí gọi nè. Em nghe đi. Alo. Họ đang kiểm tra giấy tờ sổ sách của công ty. Thôi giờ cũng trưa rồi, mời hai nhà báo về ăn cơm với chúng tôi. Vậy anh cứ tiếp họ đi. Ở đây tụi em còn phỏng vấn một vài người nữa. Anh chị ơi,
cho hỏi thăm coi đường này về ấp 4 được không vậy? Không biết, chúng tôi là người ở nơi khác tới. Án tù nhiều quá. Vụ này chưa xong đã xảy ra vụ khác rồi. Theo em, vụ tạt axit nên tạm để lại. Chứ củng cố tài liệu một phía như vậy, em nghĩ không biết đến bao giờ. Để tôi xin ý kiến cấp trên. Nhưng trước mắt, tất cả anh em phải tập trung củng cố hồ sơ vụ đá gà ăn tiền để sớm đưa ra xét xử. Ừ. Alo. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Cấp trên gọi anh lên có việc gấp. Chắc là có vụ gì lớn đây. À, anh ơi, hơn 4 giờ rồi. Ai đón bé Cao Ly đây? Chết cha. Hay là... Hay là cái gì nữa? Cứ nói thẳng ra là nhờ cô Hạnh đón, rồi cho bé ăn một tô mì, để ba Cao Dũng về rồi đi ăn tối. Cô giúp anh chuyện đó nghe. Chào má, đây là Hà Linh, bạn gái con. Dạ, con chào bác ạ. Chào cháu. Nhà anh đẹp quá à. Anh dẫn em đi tham quan nhà anh nha. Ừ, mình đi. Dạ. Đây là số mấy bàn? Rồi. Dạ em nghe chị ơi. Sao rồi? Đội phó đi trường gà đã về chưa? Dạ em mới về, vừa tắm xong. Nè, tắm lẹ lên. Anh Dũng truyền lệnh cấp trên, cả đội lên tập trung, có việc đột xuất đó. Dạ em tới liền. À, anh lại đi nữa hả? Cấp trên vừa gọi, có cuộc họp đột xuất. Ừ, em không chịu đâu. Thôi mà, công việc. Khoan đi, anh đi thay đồ rồi anh đưa em về nhà luôn. Ha? Anh sao? Dạ thưa anh Bảy, xong hết việc rồi. Dạ. Chính mắt em nhìn thấy 4 thằng công an đưa nó lên xe, giải nó về đồn. Tốt lắm, tao sẽ thưởng cho tụi mày mỗi thằng mấy ly. Dạ, dạ. Này vui quá, vui à. Xin chào. Chào. Lần sau tới ủng hộ nha. Nhất định, ok. Từ bây giờ tao giao cho tụi bay quản lý ở đây. Dạ. Điều hành tất cả ở chỗ này. Nhớ chọn mặt mà giao em út cho họ đó. Em biết rồi. Dạ, dạ. Kêu con Sen Sen lên phòng gặp anh. Dạ, có liền. Dạ.
Anh chị về sớm vậy? Hôm nay có nhiều chương trình mới lắm. Tôi có việc ra ngoài một chút. Alo. Con nhỏ Diệu Linh đến chưa? Chưa thấy. Mẹ cha đó chứ. Giờ này chưa đến mà điện thoại cũng tắt. Chắc con này muốn nhà tan cửa nát đây. Nhiều khách sộp dưới đây hỏi nó lắm. Một tiếng nữa không thấy con nhỏ Diệu Linh đến, chú điện cho con nha. Ok. Anh chủ cho gọi em hả anh chủ? Qua đây. Dạ. Có chuyện gì mà anh kêu em vào giờ này vậy anh? Có chứ. Nghe nói hồi sáng thằng Ất đánh em phải không? Dạ, anh không có đánh em mà anh dơi em á. Thằng này nó láo thiệt. Em yên tâm đi, anh sẽ xử lý thằng này ha. Dạ, cảm ơn anh. Nếu không có chuyện gì em đi xuống sàn nha. Hôm nay em không cần phải xuống nữa, chuẩn bị đi công chuyện với anh. Đi đâu anh? Đi ký hợp đồng. Nè, hợp đồng này vừa có lợi cho anh mà vừa có lợi cho em nữa. Vậy anh xin phép bỏ anh Ức, anh Ngao giúp em nha. Anh mà phải xin phép hai thằng đó sao? Nếu nó biết em đi với anh thì kể từ giây phút này về sau, cho vàng nó cũng không dám dê em nữa. Anh. Alo, anh mang xe tới vũ trường rước em nha. Điểm rồi, đi taxi đi, chị trả tiền cho. Rồi, chỗ cũ đúng không? Biết rồi còn hỏi. Nửa tiếng nữa nha. Vậy là nhanh rồi chứ bộ. Mệt quá, chờ hoài. Đi mà, cũng phải chờ anh tỉnh lại rồi mới làm ăn gì được chứ. Được rồi, nhanh lên đó. Vậy nha. Anh ơi, em có khách, cho em ra ngoài 2 tiếng nha. Đưa tiền bao trước đi. Còn có 200 à, phải để dành đi taxi chứ. Tao đoán á, thằng kia sẽ thanh toán tiền cho mày mà. Nhưng mà nó xỉn rồi anh ơi. Thôi cho em nợ đi, bữa sau em bù. Đưa đây 100. Nè, hối đi. Biến đi. Alo, má đưa nó đi bệnh viện đi, con về liền nè.
Anh, bữa nay con của em bị bệnh á, em phải đưa nó đi bệnh viện. Anh cho em về sớm bữa nha. Để tao giải quyết cho. Giả giờ là có người bệnh, để đi khách phải không? Không phải đâu, em nói thiệt mà, con của em bị bệnh đó. Thiệt hay không không biết, về sớm, phạt 500. Anh nhìn em coi, trên người em có còn đồng nào đâu. Hồi nãy giờ đứng ở trỏng, lắc muốn rụng cái chân, sệ cái mông luôn vậy đó. Mà có dính được thằng nào đâu mà đưa tiền. Còn sớm mà, chừng 50 phút nữa, để tụi nó tê, bu lại, tha hồ mà moi tiền nó. Thì coi như hôm nay cho em ghi nợ đi, rồi bữa khác em trả, được không? Đưa đây. Mẹ kiếp, thôi tao ghi nợ 500. Ăn cái gì mà giữ với mày? Tao lắc nguyên một đêm còn chưa được 500 nữa, ở đó mà đòi 500. Nếu mày nói vậy, tao không cho mày đi. Thôi được rồi, cứ cho nó đi đi. Ngày mai xác minh lại, nếu con nó bệnh thật thì trả 100. Còn qua mặt tao á, đi khách kiếm thêm á, thì 1 triệu. Dạ, mời anh vô ạ. Hay thiệt. Tao rú ra thêm một chút nữa, con nhỏ này phải ra. Lấy tao với mày, xin trở lại vũ trường. Ừ, đúng rồi. Rồi đi. Mày lên. Nè, hai anh kia, khuya rồi tắt máy đi, cho bà con người ta ngủ chứ. Tôi đến đây để tìm cô bồ, không may xe bị hư, cảm thiện bà con một chút. Hư thì mang chỗ khác mà sửa. Ồn ào bực bội quá đi. Cái bà đó. Con, đừng có ra ngoài, kẻo mà mang quả đó con. Hai anh chị về mai. Nói đi tôi chỉ giùm cho, phía rồi tắt máy cho người ta nhờ. Thật ra tôi đến đây để đòi nợ. Ngày trước cô ấy yêu tôi cho tiền. Giờ cô ấy yêu người khác, tôi đến để đòi lại tiền. Sao? Rồi xem được hả? Muốn gì? Xin lỗi. Anh ơi, anh, chị, dạ có người chụp hình nè. Không, sao hôm kia, phải tao. Mày đi lên trển mày kêu tụi nó tắt nhạc đi, nhanh lên. Trời ơi, đang nhảy ai tắt nhạc vậy? Xin lỗi quý vị nghỉ trong ít phút để tôi kiểm tra xem kẻ nào dám chụp hình trong đây. Đang nhảy mà chụp hình bộ khùng rồi hả?
Bố ơi, dậy, dậy lên. Tất cả đứng im. Điện thoại gì giờ này nữa, khỏi nghe. Nghe điện thoại đi. Ui. Anh, nghe điện thoại đi. Lỡ có chuyện gì sao? Bực quá. Alo. Alo, chú đang ở đâu? Tao đang ở nhà chứ đâu. Có chuyện đồng trời rồi. Công an gì kính dịu dàng. Thiệt vậy hả? Cháu đang ở trước đây nè. Rồi, bây giờ sao? Chú gọi điện cho ba cháu coi. Rồi, để tao điện cho, Rồi. Dịu dàng Huy rồi đó nha. Dạ. Lên xe mày. Sao vậy? Hên cho tụi mình, hôm nay không tới dịu dàng, nếu không vào kho cả đám. Chuyện gì vậy? Anh hai ta không biết. Nói là tụi mình phải trốn thôi, không bén mạng tới vũ trường nữa. Vậy là con nhỏ Diệu Linh cứu bọn mình hả? Leo lên mày. Ok. Giám đốc vũ trường ở phòng nào? Dạ, dạ ổng, ổng ở nhà riêng ạ. Xuân Đức, dạ có. Cậu hãy nhận lệnh tới khám xét nhà riêng và bắt Lê Tươi khẩn cấp. Đó. Đến kìa. Dạ, cho em phỏng vấn chút xíu. Dạ, xin phép hai anh. Dạ, hai anh. Xin lỗi anh chị, tôi không thể nói được điều gì trong lúc này. Vậy xin anh trả lời một câu, chủ trường bị khám xét vì tội danh gì? Chắc chắn là phải có tội danh, nên chúng tôi mới khám xét và bắt giữ khẩn cấp như thế này. Ủa, người hùng của em, anh có thể cung cấp cho em một số thông tin cho số báo ngày mai được không? Ngưng lại đi. Tắc Di đang bị thương, không thể nói được điều gì cả. Sáng nay tôi cũng nói cô biết luôn, đừng có chụp hình, đừng đâu báo lung tung nữa. Thôi mình đi anh. Dạ. Dạ.
Dạ đúng rồi đó anh Bảy. Hiện giờ em đang rối quá anh Bảy. Có cách nào cứu em không anh Bảy? Chú 60% cổ phần, hai cha con của anh có 40% cổ phần ở cái sàn nhảy đó. Chú là giám đốc của sàn nhảy đó thì chú phải nghĩ chứ, tại sao bắt anh Bảy phải nghĩ? Dạ em biết rồi, nhưng mà anh Bảy là người đa mưu túc trí, anh quen biết nhiều hơn em. Vậy thì sáng mai chú cứ ra đầu thú đi. Chú cứ nói rằng sự việc là sau 12 giờ đêm do thằng Ất đi quá đà. Dạ không được đâu anh Bảy ơi, thằng Ất nó làm theo chỉ đạo của cậu Hai Quý mà anh. Nè, chú có muốn tôi cứu chú hay không mà chú cứ dính thằng Hai nhà tôi vào vậy hả? Nhưng em sợ thằng Ất nó khai anh ơi, thằng này nó khốn nạn lắm. Đúng rồi đó anh, thằng Ất nó khốn nạn lắm. Hồi sáng nó định dê em, mà em không có chịu. Mẹ nó, chết tới nơi mà còn đào vậy điếc. Dạ, không có tiếng tivi đó anh Bảy. Thôi, anh không muốn nói nhiều nữa. Anh chỉ yêu cầu chú nhớ cho một câu, là đừng có để cho thằng Hai nó dính vô, thì anh sẽ có cách để mà cứu chú. Dạ nhưng mà anh Bảy. Ông Lê Tư phải không ba? Sao mày cứ đụng vào đâu á, là ở đó có chuyện vậy? Có chuyện gì vậy anh? Chứ ba cũng nói là lúc này cần phải tăng tốc để có cơ sở đầu tư vào sân golf sao? Nhưng mà cái đó mình còn phải che chắn trước khi làm một việc lớn. Con nghe nói là cái vụ này cũng do thằng Tắc Tụi, thằng Đắc Phi làm. Nếu vậy thì mình phải lấy tiền của thằng Lê Tươi rồi thằng Tám Hẹn để mở đường mà đến với tụi nó. Nhưng ngoài cái tụi thằng Đắc Vi còn có rất nhiều ông công an khác, cứ như trên trời rơi xuống, chả biết ở đơn vị nào. Mày bây giờ cứ tìm đến đầu mối đầu tiên là thằng Đắc Vi, rồi từ đó sẽ tìm ra cái bọn khác. Thì cũng giống như hồi trước vậy, nhà mình đã tìm ra chú Lý, rồi từ chú Lý mình mới tìm ra được những người kia chứ. Hay là bây giờ nhờ chú Lý được không ba? Để tao lo. Chú Chính ơi. Dạ. Ra mua giùm tôi tờ báo coi người ta đăng cái vụ vũ trường Diệp Vàng sao nha. Dạ. Chào cô. Chào chú. Chú định đi đâu phải không ạ? Ông chủ bảo chú đi mua tờ báo có cái vụ vũ trường Diệu Vàng bị bắt phải không ạ? À, cháu đã có 3 số báo về vụ này rồi. Rồi họ viết sao cháu? Cháu chưa đọc nhưng hàng tiết giật gân lắm chú ạ. Ông chủ khách đã. Dạ. Chú bất thường sao vậy sớm vậy? Dạ rồi, bất thiếu đâu, nó phải như cậu vậy. Ủa, sao hôm nay vậy trễ vậy thiếu gia? Tối qua ba con anh gần sáng mới về luôn đó. Vậy mà không cho em đi chung, tính bỏ rơi em phải không? Nè, nhiệm vụ của cháu là phải giữ gìn nhan sắc, cho nên hạn chế đi ra đường. Đúng rồi đó em, phải bụi bặm như cha con anh thì mới đóng vai xe ôm được. Còn lộng lẫy như em vậy hả? Để dành nơi khác đi nghe cưng. Có tin mới này chú. Ủa, cả ba tờ đều ra à? Dạ. Thank you.
Con trai à? Dạ. Má nấu cháo bầu ngư ngon lắm. Con về ăn một miếng. Dạ, cảm ơn má. Sao, ngon không? Ngon lắm má. Con ăn đi. Dạ. Ăn nhiều một chút cho mau lại sức con à. Dạ. Mà có cần phải điện cho ba biết hay không hả con? Thôi má ơi, tay con chỉ bị phần mềm thôi. Má gọi cho ba, má con mau lo lắng rồi lại ba về nữa. Ờ ha, dám không bay về thiệt đó. Ngay cả mấy người bạn của má hay tin con bị thương, ai cũng gọi điện hỏi thăm hết. Thôi, má cứ nói với người ta là con sắp khỏi rồi. Đâu có được. Mấy chị em biệt động, quy ước với nhau, nhà ai có chuyện vui buồn là phải thông báo gặp gỡ nhau để cùng chung tay giải quyết. Tay con sắp hết rồi, má và mấy cô tính giải quyết gì đây? Trước hết là động viên con, sau nữa là tổ chức ăn uống, nói chuyện giống như cái hôm ở nhà của Minh Trang á, vui lắm. Như vậy thôi hả má? Còn nữa chứ, má đã gợi ý cho cô Minh Trang đưa em Minh Thư tới thăm con luôn. Vậy con sẽ đưa Hà Linh, bạn gái con tới chơi luôn. Hả? Cái cô mà lất lơ lất láo, yểu điệu như vậy đó hả? Còn đỡ hơn con của cô Minh Trang, nhún nha nhún nhảy, con không thích đâu. Cái thằng. Công nhận tác giả bài báo này viết rất sắc sảo, nhưng có phần hơi võ đoán. Hình như anh ta muốn ám chỉ tới một nhân vật nào đó ngoài Lê Tươi ra thì phải. Thưa chú, cháu gọi điện cho Diệu Linh được không ạ? Được chứ, cả thành phố đang quan tâm đến vụ vũ trường Dịu Dàng, đâu phải mình cháu với Diệu Linh đâu. Bây giờ thì anh đang ngồi trước một sĩ quan công an thật 100% đúng không? Đúng. Vì vậy, tôi yêu cầu anh phải khai báo hết sức thành thật. Thưa cán bộ, tôi bị bắt vì tội gì? Khi nào ra tòa, anh sẽ được biết chính xác tội danh của anh. Còn bây giờ, tôi chỉ làm nhiệm vụ xét hỏi, tìm tội lỗi của anh đã mắc phải. Thì cán bộ cứ hỏi. Nhưng cán bộ biết rồi đó, tôi chỉ là người làm thuê kiếm tiền nuôi gia đình. Cán bộ mà bắt tôi là cả nhà tôi chết đói đó. Tôi yêu cầu anh phải khai báo nghiêm túc. Báo cáo anh, ông Vũ Lê, tức Lê Tươi đã đến tự thú. Được, tôi sẽ đưa ông ta vào phòng xét hỏi số 3. Còn bây giờ, đồng chí đưa cho Vũ Ất giấy bút, ngồi giám sát việc anh ta tự khai. Đồng chí có thể đưa cho anh ta xem một số bức ảnh mà trinh sát đã chụp được cảnh anh ta bán thuốc lắc cho một số người đến nhảy từ những đêm trước. Rõ. Coi đi. Tác giả hai bài báo viết về vũ trường Dịu Dàng chính là hai người mà các cháu gặp ở quán cà phê sáng hôm qua. Sao chú biết à? Vô trong kia đi. Dạ.
đúng là hai người này rồi. Mà sao chú quay được rõ nét quá vậy? Có gì đâu. Nè, cháu nhìn cái áo hành nghề của chú nè. Đó, ngay túi chú khoét một cái lỗ thủng. À, cháu hiểu rồi. Chú là một người xe ôm, hỏi đường đúng không ạ? Đúng vậy. Và hôm qua người ta cũng nghĩ chú là một công dân Hiếu Kỳ đi coi công an phá án. Hẳn là như vậy. Hai vị nhà báo này hình như rất sai nghề, nhưng có một chút vấn đề. Đúng vậy. Cũng may là hôm qua chú Trung Nghĩa có điều đắc vi lên đó. Ngoài việc phát hiện ra lỗ hổng trong chi tiêu của công ty quê hương, đắc vi đã có báo cáo lên cấp trên về hai nhà báo mượn cớ đi lấy tài liệu viết phóng sự điều tra nhằm đánh động giám đốc Chí Đầu Cua để trục lợi. Tôi đến thông báo với các chị, cơ quan công an chỉ tạm giữ các chị. Các chị cần khai báo rõ tên, địa chỉ và những hoạt động của mình trong vũ trường. Nếu đúng thì chúng tôi sẽ thả ngay, còn nếu không đúng, bắt buộc chúng tôi phải giữ lại để điều tra làm rõ thêm. Xin nói thêm, chị em nào mắc bệnh xã hội cũng nên mạnh dạn khai báo để chúng tôi tập trung đi chữa trị. Chị em nhớ chưa? Dạ. Ủa, vậy chị ơi, vậy là tụi em không phải đi tù hay là đi tập trung ở trại cải tạo hả chị? Đi tù thì phải có án. Dạ. Tập trung cải tạo thì phải có hồ sơ. Dạ. Được các cấp lãnh đạo duyệt. Dạ. Chị em chỉ là nạn nhân, cũng là nhân chứng. Đề nghị các chị hợp tác với chúng tôi làm rõ về việc này. Dạ, tụi em sẽ hợp tác. Chị bắt đầu đi. Ủa, anh Quân cũng tới nữa hả? Ngồi đi em. Nghe nói tụi mình có chuyện vui nên ảnh cứ đòi tới. Không cho đi á, sợ ảnh bỏ đi với người khác á. Hai người mà giận nhau thì chỉ nửa ngày thôi là nhớ nhau liền hả? Phải không? Dạ, chứ dùng lâu gì mình mới nhớ. Cho em một ly bà xỉu đá. Dạ. Cảm ơn. Sao? Hai em có chuyện gì vui cho anh nghe với coi. Ừ, là cái chuyện vũ trường Dịu Dàng bị bắt tối hôm qua đó. Cũng may là em thoát được, không bây giờ ngồi ăn cơm tù với tụi nó rồi. Theo anh biết thì chỉ có bọn tổ chức nhảy nhót lố lăng mới bị giam giữ để tiếp tục cho công tác điều tra mà thôi. Còn các vũ nữ chỉ là nạn nhân. Họ chỉ giam giữ vài tiếng đồng hồ để lấy lời khai, để làm nhân chứng sau này ra tòa. Thiệt hả anh? Mà dẫu sao không bị công an bắt thì tốt hơn. Ờ, mình cũng nghĩ vậy á. Ừ. Cũng đáng để ăn mừng đó. Ôi, anh Quân nó đúng thiệt á. Con nhỏ Sen Sen bạn của em nó thoát được rồi nè. Ừ, em ra ngoài nói chuyện chút xíu nha. Ok. Alo, được thả rồi hả? Có bị bắt đâu mà được thả. Vừa ngủ dậy nè. Ngủ ở giường êm nệm ấm một mình suốt đêm. Vắng bóng mày mấy ngày rồi nên gọi điện thoại buông với Lê chơi thôi. Ủa, tối qua đi đâu vậy? Đi ký hợp đồng đẻ mướn. Hứ, giỡn hoài. Thiệt mà, mày biết không? Ông chủ Lê Tươi chọn tao. Khen tao đẹp, khỏe mạnh. Giả lại, tao đang thiếu ổng hơn 30 triệu nên đành nhắm mắt đi theo ổng. Hôm bữa ổng cũng gạ tao chuyện đó. Ổng nói là vợ của ổng chỉ đẻ được 4 đứa con gái. Ông ấy còn khen tao cao ráo xinh đẹp. Ổng muốn tao đẻ cho ổng một đứa con trai. Ông già khốn này. Vậy ổng có ra giá gì không? Chắc muốn ai ổng cũng hót như vậy thôi. Ổng nói nếu mà đẻ con trai thì ổng cho tao 50 triệu, còn nếu mà đẻ con gái thì chỉ cho 20 triệu để bồi dưỡng sức khỏe thôi. Đồ đéo. Tao mà biết ổng như vậy thì người như ổng
đừng hòng được động vào người tao. Đúng rồi, đừng có tin mấy cái lão đó. Coi chừng á, có bầu xong rồi lão bỏ rơi luôn là xong đời con gái á. Tao đâu có ngu. Trước khi ông dụ tao lên giường, tao ra giá bắt viết cam kết và đòi luôn tiền đặt cọc. Rồi ông có chịu không? Lúc đầu thì ông chịu, nhưng chưa kịp làm gì thì ông nhận được điện thoại của thằng Hai Quý và của ai đó. Nghe xong quẳng cho tao 500.000 để sáng ra thanh toán tiền phòng, rồi chuồn mất tiêu luôn. Khốn nạn. Vậy bây giờ dịu dàng giải tán rồi thì bà tính đi đâu? Chưa biết, nhưng chắc là phải giặt dẹo đến vũ trường khác hay tiệm hớt tóc gọi đầu thanh nữ. Có đi đâu thì cũng phải nhớ là liên hệ cho mình biết với nha. Mình thử có nhớ con nhỏ Sang Sang mà có gương mặt búp bê mà nhảy hăng nhất sàn không? À, con nhỏ tóc highlight, mắt tròn tròn đúng không? Đúng rồi đó, nó cũng thoát. Ủa, được tối qua. Mà sao nó thoát? Dạ mời chị. Cảm ơn anh. Chuyện của phụ nữ, lúc nào mình nói riêng với bạn nha. Uống nước đi em. Dạ. Thì ra Phạm Nhân Ngao là anh trai của Ngán à? Dạ, ba mẹ em hiếm muộn, mãi mới sinh được hai anh em nên đặt cái tên xấu xí cho dễ nuôi. Quê của cha mẹ anh là vùng gần biển đúng không? Dạ đúng. Ba mẹ em quanh năm suốt tháng sống bằng nghề mò cua bắt ốc, nhặt ngao súc ngán ở ngoài biển. Vậy có ai dẫn dắt hay là anh em tự vô đây làm ăn? Dạ. Nếu anh biết ăn năn hối cải và khai đầy đủ và chính xác về các hoạt động của vũ trường, từ 12 giờ trở đi chúng tôi có thể xem xét để anh được hưởng lượng khoan hồng. Ngập một nỗi, thằng Ngán nó đâm thằng công an bị thương mới chết chứ. Mà chị biết không, khứa công an này nó giàu kinh khủng. Mấy lần nó dẫn chiến hữu bạn bè của nó tới quán mình ăn phở á, lần nào cũng dành phần trả tiền hết. Chị biết không, hôm nào mà ổng vui á là có khi như mấy chục ngàn, có khi cả trăm ngàn, ổng cho tụi em luôn á. Tôi á cũng đã nói với hai anh em nó nhiều lần rồi, gặp công an á thì lãng đi. Có chuyện gì á thì để chủ tớ Lệ Tươi Lệ Héo ấy nói chuyện, nó hoài mà không chịu nghe. Hai thằng đó rất là nóng tính, hễ có đánh nhau á là không giữ được bình tĩnh đâu. Còn nhớ gì đến lời anh và chị Phượng dặn nữa. Chỉ trong có một tuần lễ mà mất đi ba người anh em giỏi nhất. Mà nhà đứa nào ấy gia cảnh cũng khổ, tháng nào cũng phải gửi tiền về. Anh đọc kỹ biên bản ghi lời khai rồi ký xác nhận vào. Dạ, không cần coi đâu ạ. Em biết tội của em rồi cán bộ. Không được, nguyên tắc theo công tác xét hỏi là như vậy. Nếu như trong bản lời khai có những từ nào chưa đúng như điều nói ra, anh có quyền kiến nghị để chúng tôi thay đổi. Dạ. Em xem gửi tiền giúp nó được không? Thời gian ngắn thì được, chứ lâu dài lấy đâu ra? Em thấy Thủy Kiếm nói đúng đó chị. Hay là chị em mình tìm cách xoay nghề đi, mới mong sống nổi ở cái đất này. Xoay nghề? Xoay nghề? Nghề gì? Hớt tóc gội đầu thanh nữ được không? Ừ. Hớt tóc gội đầu thanh nữ ấy à? Dạ. Muốn làm thì phải có tiền, tiền thuê nhà, tiền kiếm gái nữa. Rồi tiền kiếm đâu ra? Tiền á, chắc là chị hỏi bảy sòi được. Tại vì cha con lão còn thiếu chị em mình một mạng sống. Với lại ba anh em của mình bị bắt á là do làm cho những cơ sở mà cha con lão giới thiệu. Còn người thì kiếm đâu ra? Em đừng có nói là kêu em Thủy của chị
với lại còn nhi chân đất làm đấy nha. Chị yên tâm, có rồi. Ừ, nhìn nhìn gì? Đừng nói là tôi ông nội. Trời, kêu anh vô chắc có mồm dẹp tiệm luôn quá. Toàn là những vũ nữ chân dài tới nách luôn á. À, mấy em bên dịu dàng đang thất nghiệp phải dạt đi tìm việc, tới đấy mà kiếm dăm ba em. Chỉ có anh Tý là quân sư số 1. Được. Cẩn thận mới nói có nửa câu á là nữ hoàng đã đồng ý rồi. Thế nào cái tiệm hớt tóc gội đầu của mình á cũng sẽ thành công. Nhưng mà anh Tý phải kiếm ra tên của bảng hiệu để em còn cho bọn đàn em đi quảng cáo nữa chứ. Bảng hiệu. Hút đi. Bảng hiệu. Phù du đi. Phù du được không? Phù du. Phù du. Anh em mình sống kiếp lang bạt giang hồ, còn các em gái nhảy sống kiếp phù du. Nhưng mà em còn một ý kiến nữa. Dạo này á, công an truy xét dữ lắm, cho nên em có một đề xuất tìm kiếm người làm chủ tiệm để đăng ký với công an phường. Thì còn ai khác ngoài chị Phượng có thể làm nổi chuyện này? Xài bét. Chị Phượng á là người đầu tàu, lái con tàu đưa anh em mình đi đến đây đến đó, cho nên không để chị xảy ra bất cứ điều gì. Vì vậy tôi đề cử một người. Nhìn nhìn hoài. Ông đừng nói ông à, là con Nhi chân đất đó chị. Con Nhi à? Thôi. Trời đất ơi, con Nhi cù lần đó đó hả? Bưng tô phở cho khách còn thiếu trước thiếu sau. Làm cái chó gì làm được ông chủ. Con Nhi là được đấy. Dạ con chào chú ạ. Dạ giám đốc có dặn là chú đến là mời chú lên phòng luôn ạ. Dạ mời chú ạ. Dạ. Em chào anh. Anh ngồi. Anh Bảy tính chuyện như thần. Mới hôm qua cái thằng nghiện đó nó tự chui đầu vào thòng lọng rồi. Chú tưởng tự nhiên nó bị bắt à? Dạ. Anh Bảy phải bố trí người theo dõi cả tuần. Dạ. Mới biết được quy luật của nó chứ. Dạ. Rồi phải tốn với nó một số tiền. Dạ. Biếu nó 20 tép. Dạ vậy anh Bảy. Người ta mới có đủ vật chứng cần thiết để đưa nó vô trại. Em xin bái phục mưu cao của anh Bảy. Vậy còn cái thằng Sứ, anh Bảy tống cổ nó luôn giùm em đi. Không. Với thằng này tôi phải nuôi dưỡng nó một thời gian nữa. Thậm chí còn phải hậu đãi nó bằng tiền và gái. Em thật sự là chưa hiểu cao kiến của anh Bảy. Dạ. Vậy bây giờ em gọi nó lên để anh Bảy giao việc cho nó nghe. Việc này đừng có để tôi phải ra mặt. Dạ. Thằng hai nhà tôi sẽ đến gặp chú. Dạ. Mấy bức ảnh bữa trước của Giang Quân chụp rất hữu ích. Nó không chỉ là chứng cứ buộc tội tên Ất, mà còn giúp đồng chí Cao Dũng có thể khuất phục hắn ngay tại bàn xét hỏi. Có công của em nữa đó. Đúng rồi, anh công nhận em đóng vai của bồ nhõng nhẽo của anh đạt thiệt đó. Có lúc anh cứ tưởng là thật. Còn khuya nha, em chưa quên cái vụ anh làm quê em trong cái lần bắt cướp hôm trước đâu.
Vậy đi nghe không? Dạ. Alo. Phượng đây. Tôi gọi tới nhà ông mày mà không thấy ai nhấc máy cả. Có chuyện gì không cô Phượng? Chỉ khi nào có chuyện Phượng ớt này mới gọi cho ông bảy. Chuyện là thế này, tôi cần một số tiền lớn để mở tiệm gội đầu hớt tóc thanh nữ, kiếm chút cơm cho anh em. Nhưng tôi chả biết trông cậy vào ai cả, chỉ còn nhờ vào ông bảy thôi. Ông bảy cho tôi mượn nhé. Có chuyện gì vậy anh? Con chó cái nó lại sinh sự nữa rồi. Nó đòi mượn một số tiền lớn để thuê nhà mở tiệm cội đầu hớt tóc thành nữ. Anh Bảy, sao anh cứ phải nhúng nhường nó hoài vậy? Anh cứ trả lời dứt khoát là không cho nó dây, còn nó có dám làm gì mình không? Nó là chó khôn cắn dậu, nó sẽ lải nhải cái chuyện đòi người. Mà nó đòi người á thì chú cũng phải bị liên lụy. Thì em đi nè, cầm đắng nuốt cay, mỗi tháng đưa cho nó 20 triệu còn gì nữa. Tạm thời chú và tôi vẫn phải chung chi theo yêu cầu của nó. Tôi hứa trong một thời gian sớm nhất tôi sẽ có cách làm cho nó cuốn gói về Bắc. Alo, con nè. À, Minh Thư hả? Con xong việc chưa? Nè, Minh Thư, alo. Con nhỏ này thiệt kỳ à. Mỗi lần biểu tới nhà bác Ngọc Mai là nó lại nói bận. Thì chị nói rồi, vợ chồng là cái duyên cái số, chừng nào đến thì nó sẽ đến. Nhưng mà khổ một nỗi, em và anh chị Ngọc Mai đã trót đính ước với nhau rồi. Chị thấy tụi nó bây giờ lớn rồi, nó có quyền suy nghĩ độc lập, có quyền lựa chọn. Mình chỉ nên định hướng, không có áp đặt nổi đâu. Giá như tụi nó có cơ hội gặp nhau, nói chuyện với nhau một lần thôi. Ừ, thì cái hôm mà đón Minh Thư ở sân bay chị cũng đã nghĩ. Người như Minh Thư vậy á, thì chàng trai nào mà không chết mê chết mệt. Có lời khai của Lê Tươi rồi đây. Lão đổ hết cho nhân viên, chỉ nhận lỗi có thiếu sót trong điều hành sàn nhảy và bị nhân viên tham lam lợi dụng. Theo cháu, chú nên đề xuất với thủ trưởng Trung Nghĩa để làm mạng trốn thuế trước. Theo cháu biết thì mỗi tháng dịu dàng tiêu thụ lượng rượu đến tiền tỷ, nhưng khi khai thuế thì chỉ vài chục hoặc vài trăm triệu thôi. Bấy nhiêu đó cũng đủ khởi tố ông ta rồi. Nhưng sao cháu không thấy nhắc gì tới tên Hai Quý vậy? Trong khi Diệu Linh và Sang Sang đã nói đến rất nhiều những điều ghê tởm mà hắn đã hành xử với chị em vũ nữ trong vũ trường. Có chú Tám để biết, đa phần cái tụi gái nhảy ở vũ trường Dịu Dàng và đám hát đều là gái quê mùa lên đây sinh sống. Cho nên lúc ban đầu khi tuyển dụng là chú Tám và chú Lê Tươi phải tạm ứng trước cho tụi nó một số tiền để tụi nó đầu tư vô phấn son, quần áo và nhà trọ nữa. Biết rồi. Hôm trước có nghe bọn nhân viên nói đã đến kỳ đáo hạn nhưng chưa có tiền trả. Không phải đâu. Thật ra tụi nó kiếm rất bộn tiền. Đứa thì gửi về quê, đứa thì giấu lại làm vốn, định bụng sẽ rời khỏi nơi này, cho nên mới than khổ, giả vờ vậy thôi. Tôi biết rồi. Các ông định nhờ tôi đi đòi nợ giúp chứ gì? Hai Quý ở đây là con của anh Bảy. Mà anh Bảy với tôi là chú Lê Tươi ở bển. Lại là anh em kết nghĩa làm ăn. Chú Lê Tươi không may gặp nạn, cần tiền trang trải,
cho nên mới nhờ hai quý đây đòi nợ tiền giúp. Thật ra tôi quản lý rất nhiều nhà hàng nên thời gian rất bận. Với lại ở cương vị một giám đốc, tôi không dám mạnh tay. Tôi hiểu rồi. Muốn mạnh tay thì phải nhờ đến những thằng thường xuyên vào tù ra tội, lại đang cần tiền như tôi chứ gì. Nói như vậy nặng nề quá. Tôi nhận lời, nhưng tôi phải kêu thêm hai thằng đệ tử. Bọn nó đang ăn bám ở quán bà Phượng. Công xá thế nào? Mười phần trăm trên tổng số tiền đòi được. 10%? Không được. 30%, không hơn không kém. Hồi ở ngoài Bắc, có nhiều vụ tôi đòi tới 70%, nhưng người ta vẫn phải trả. Đây là chỗ làm ăn lâu dài. Theo tôi, 25% là hợp lý rồi đó. Thôi được, tôi đồng ý. Nhưng tôi nói trước, tôi vẫn giữ cái chân bảo vệ ở karaoke. Thì cậu cứ làm ở đây. Cái chuyện đòi nợ là chuyện phụ. Cậu cũng đừng nên nói cho cô Phượng biết. Ngu gì mà nói. Nói để bà ấy bắt nộp tô à? Bắt chia phần à? Có lý á. Trông đẹp mắt quá ha. Ủa, Đắc Di đâu rồi chị? Chắc nó đang nói chuyện với bạn. Để chị kêu cháu nó lên. Anh. À, đau lắm hả cưng? Em đền anh nha. Đắc Di. Dạ. Con mời bạn xuống ăn cơm không các cô đợi. Dạ. Xuống rồi. Chào cô, con chào cô. Chào cô. Dạ, con chào các cô ạ. Anh uống bia hay rượu? Đắc Di, tay con còn đau, uống nước khoáng hoặc nước trái cây tốt hơn. Tay con đỡ đau rồi mà má. Với lại từ hôm qua tới giờ không có bia rượu nằm trong miệng á, lạc lắm. Rượu này lạc lắm. Hôm trước em với nhỏ bạn uống hết cả chai luôn mà không hề hấn gì hết á. Ăn đi, không nguội hết. Uống đi, ngon của em. Lâu lắm rồi chị em mình mới gặp nhau. Thôi, chị em mình cạn ly. Mừng cho Đắc Di mau khỏi bệnh, công tác dạ, tốt. Cảm ơn cô. Mời. Ăn đi chị. Em nghe anh Dũng ơi. Nè, cấp trên vừa thưởng nóng cho đội mình 5 triệu. Nếu thấy khỏe, tối mai cả đội đi nhà hàng ăn tươi và thưởng thức văn nghệ cho thưởng giãn một chút nha. Nhất trí với anh luôn. Anh cứ chọn nhà hàng đi. À anh nè, anh thích nghe dân ca không? Anh cứ kêu nhà hàng mời ca sĩ nào hát dòng nhạc dân ca đi. Khoản tiền đó em trả cho. Dạ dạ, rồi, chào anh nha. Ăn đi em. Cái tên nghe quen quen. Mở hàng xem sao.
Alo. Có phải số của Diệu Linh, gái nhà ở vũ trường Dịu Dàng không? Phải, anh là ai vậy? Tôi là bà con của ông Lê Giám Đốc, được ông ấy ủy quyền đòi nợ. Theo sổ ghi nợ, tính đến hôm nay, số tiền cô phải trả là 16.400.000 đồng. Nếu để tới ngày mai, số tiền này sẽ được tăng thêm. Cô Diệu Linh nhớ đấy, tối nay hoặc sáng mai đem tiền đến khách sạn Thịnh Vượng gặp tôi đấy. Alo. Có phải đây là số máy của Sen Sen, gái nhảy ở vũ trường Dịu Dàng không? Đúng rồi. Tôi là bà con của ông Lê Giám Đốc. Ông Lê vô tù tối hôm trước rồi mà. Ông Lê bị bắt, nhưng vợ con, họ hàng ông ấy vẫn là những công dân kiểu mẫu. Vì thế, vẫn có quyền đòi nợ cho ông ấy. Nợ nào? Tôi không dính dáng gì nợ nần tới mấy cả. Này con danh, thân phận rẻ rách như mày mà dám hỗn với bọn tao hả? Được rồi, nội nhật ngày mai. Mày có chui xuống đất, tao túm cổ kéo lên. Chờ đấy con à. Vậy giờ mày tính sao? Ông Lê đang ở trong tù, chắc bọn lưu manh lừa đảo nào đó mượn gió bẻ măng thôi, sợ gì. Hôm nay ba gọi các con về đây, thứ nhất là vì đã lâu lắm rồi gia đình mình chưa có dịp ngồi ăn cơm chung với nhau như thế này. Thứ hai là công việc làm ăn của gia đình mình đang gặp rất nhiều trục trặc. Đó, thu nhập của nhà mình dạo này á, nó tuột xuống tới chóng mặt luôn á. Bà chỉ quan tâm đến tiền, tiền. Bà thử nghĩ coi, dân xin lô ba gác một ngày người ta chỉ kiếm được vài chục ngàn. Còn bà không tốn một giọt mồ hôi nào, mà một ngày bà thu mấy trăm triệu. Thôi mà ba, hôm nay ba gọi tụi con về đây để mà ăn cơm vui vẻ, chứ đâu phải để ba má cự nữ với nhau như vậy. Thì tại má mày nói ra mà không biết nghĩ, cho nên ba mới phải chấn chỉnh. Bà nói đúng, con thấy dạo này công việc làm ăn của gia đình mình suy giảm trầm trọng. Con nghĩ là tại có con Phượng Đê, cái đám đàn em của nó nhúng tay tới đâu á là hư tới đó. Thôi, chuyện của Phượng Đê cứ để ba lo. Còn việc của các con bây giờ là phải hết sức giữ gìn ở nhà hàng Lơ Lửng. Thảo Ngọc nè, con không cho bọn ca ve vô tiếp khách, mà tuyệt đối cũng không thuê mấy ca sĩ ăn mặc hở hang vào phục vụ tiệc, nghe chưa? Dạ. Mấy tuần nay á, mấy ông khách đến nhà hàng yêu cầu mấy cô phục vụ, con cũng đều từ chối hết. Ngay cả chuyện ca hát nhảy múa do khách đặt, con cũng đã thay đổi. Nghe nói mới tìm được mấy bà ca sĩ U40 tới biểu diễn phải không? Họ hát rất là hay và lịch sự. Rất nhiều khách đàng hoàng tới để thưởng thức. Ngày mai, có một ông công an đặt chỗ cho 10 người. Họ yêu cầu ca sĩ Trang Hạ và Trang Thanh biểu diễn. Con nói sao? Công an đặt chỗ à? Dạ. Con có biết người đó tên là gì? Hình như là Đắc Vi. Đắc Vi, con có biết không? Dạ, con không biết. Vậy thì ngay tối mai nghe không? Con phải tới đó tìm cách làm quen với nó và cố gắng tạo mối quan hệ với Đắc Vi. Em về sắp xếp cho anh gặp mấy bà ca sĩ đó trước khi biểu diễn nha. Nhưng mà anh phải bỏ ngay cái giọng coi thường người khác đi nha.